em sẽ thuyết trình về bài tập mà thầy đã giao, đó là điều khiển 16 led đốt sáng theo yêu cầu đề bài. Thì ở đây em đã vẽ lại mạch của 16 led đơn, con BIC và một con thạch anh. Thì mạch thì cũng khá đơn giản. Thì tiếp đến là chương trình mà em đã viết sẵn. Thì đầu tiên chúng ta khai báo thư viện, sau đó khai báo các biến, các biến sử dụng trong các chương trình. Thì đầu tiên là chương trình viết để 16 led sáng dần từ trái sang phải và tắt dần. Thì ở đây em sử dụng vòng lặp for, đặt biến y cho y chạy tổng cộng 16 lần, sau mỗi lần thì y tăng lên một đơn vị. Biến k thì em cho k dịch trái và hợp với 1, biến h thì cho h dịch phải và hợp với 8. Áo bút của chân C thì cho chạy theo trạng thái của biến k, còn áo bút của chân D thì cho chạy theo trạng thái k dịch 8, tại vì chân D thì nó bắt led mà cái nối với chân D thì nó ở cái led số 8 nên chúng ta phải dịch 8. Thì thời gian delay em cho 5 ms để cho nó nhanh, đỡ tốn thời gian, chúng ta xem được nhanh hơn. Thì ở đây là khi chúng ta chạy chương trình thì led này sẽ sáng và sáng 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 cho đến led số 7, thì lúc đó led số 8 nó mới bắt đầu sáng. Thì ở đây em cũng sử dụng vòng lặp như tương tự như bên như ở phần trên. Cũng cho biến y chạy từ bộ 0 đến 15 và sau mỗi lần thì y tăng lên một đơn vị. Thì biến k chúng ta cho thông tra gán cho trạng thái k dịch 1. Thì áo bút của chân D thì chúng ta gán cho k dịch 8 và áo bút của chân C chúng ta gán cho trạng thái của k. Này thì đèn nó sẽ bắt đầu tắt dần từ đèn số 16 này, nó sẽ tắt dần 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 cho đến đèn đầu tiên này. Thì thời gian trễ em chỉ cho là làm 5 giây thôi. Yêu cầu thứ hai là sáng hai dần từ hai bên vào giữa. Thì đây em sử dụng biến Z 8 bit cho chạy từ 0 đến 7 và sau mỗi lần thì di tăng lên một đơn vị. Em sử dụng biến u gán cho trạng thái u dịch 1 và hợp với 0x01, t gán bằng t dịch phải và gán với 0x80. Áo bút của chân D thì gán với trạng thái của t, áo bút của chân C thì gán với trạng thái của u. Thời gian delay là 10 giây. Thì khi chúng ta chạy chương trình thì hai đèn ngoài cùng của chân C và D thì nó sẽ sáng, rồi tiếp theo là hai chân thứ hai, thứ ba, thứ tư thì tương tự thì nó cũng sáng cùng lúc và nó sẽ sáng cho đến hai chân ở trung tâm này. Còn xuống đây là đây là chương trình để nó sáng từ giữa ra ngoài. Thì em sử dụng vòng lặp như tương tự như trên thôi. Nhưng ở đây chúng ta cho ngược lại, đó là biến t dịch phải dịch trái ấy, và biến u dịch phải. Thì chúng ta cũng gán cho áo bút của D bằng giống với trạng thái của T và áo bút của C với trạng thái của U. Thời gian delay là 10 giây. Thì cũng nó cũng tương tự như bên trên, chỉ là giờ nó sáng ngược ra ngoài thì mình sẽ làm nó chỉ là cần làm nó cho nó chương trình nó ngược lại xíu là nó sẽ chạy từ giữa nó ra ngoài nữa. Thì đây là chương trình sáng dồn. Ban đầu em cho trạng thái cố định là bằng không, sử dụng vòng lặp với biến u 16 bit. Và sau nếu chạy tổng cộng 16 vòng lặp, sau mỗi vòng lặp thì
đập lưu giảm lên một đơn vị thì trạng thái hoạt động cho bằng 0x800, vì là khi nó hoạt động thì cái led đầu tiên nó sẽ sáng. Thì sau đó em sẽ chỗ bóng lặp với biến m, khi m mà nó bé hơn w thì là sẽ vòng lặp sẽ được thực hiện, và sau mỗi vòng lặp thì m nó sẽ tăng lên một đơn vị. Thì khi đó chúng ta gán cho y bằng trạng thái cố định hợp với trạng thái hoạt động, tức là trạng thái cố định từ đầu là lúc đầu thì đèn nó sẽ tắt hết, còn trạng thái hoạt động thì nó sẽ sáng một đèn này, thì chúng ta hợp lại thì chúng ta sẽ được trạng thái y là nó sẽ sáng một đèn này. Thì sau mỗi vòng lặp thì nó sẽ thay nhau sáng sáng cho đến đèn cuối cùng này. Và chân C thì chúng ta gắn cho bằng trạng thái của y, áp bút chân D thì chúng ta gắn cho trạng thái của y dịch 8, dịch phải 8. Trạng thái hoạt động thì chúng ta gắn cho trạng thái hoạt động dịch 1. Trạng thái cố định chúng ta gắn cho bằng y, thì lúc này khi nó đã chạy hết thì chúng ta sẽ gắn cái trạng thái mà cái đèn cuối cùng là sáng, thì chúng ta sẽ gắn vào y, thì lúc nó sẽ sáng mãi vậy, và nó sẽ chuyển qua vòng lặp kia và nó sẽ bắt đầu sáng lại cho đến này. Thì cứ tương tự thì đèn nó sẽ giữ 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 nguyên cho sáng sáng cho đến khi nào tất cả các đèn đều sáng hết. Thì đó là các chương trình con em đã viết để thực hiện các yêu cầu của bài. Còn xuống đây thì em vào viết chương trình chính. Thì chúng ta khai báo cũng không cần khai báo gì thêm, tại vì bên trên trên là chúng ta cũng khai báo sẵn rồi, thì chúng ta chỉ khai báo các bọt C và D thôi, các biến là chúng ta gán cho nó bằng 0x00 thôi và sử dụng vòng lặp while, sau đó chạy các chương trình con thì nó sẽ thực hiện các yêu cầu của đề bài đã giao, các đề bài yêu cầu chúng ta làm thôi. Bây giờ chúng ta sẽ build và chạy thử. Mình đã build sẵn rồi. Rồi giờ chúng ta sẽ chạy thử. Nó sẽ sáng từ trái sang phải và tắt dần. Đó, sau đó thì nó sẽ sáng hai bên vào giữa và từ giữa là hai bên. Cuối cùng thì nó sẽ sáng rồi. Thì chỗ này chúng ta delay hơi nhiều nên nó sẽ chạy hơi chậm. Đó thì vậy là đã thỏa yêu cầu bài ra. Thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn và thầy đã theo dõi.